Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một chiếc khăn lông cực kỳ đơn giản và đẹp, hầu như là ai cũng có thể gấp được. Và bây giờ thì mình sẽ gấp, các bạn là xem ủng hộ mình nhé. Trong quá trình gấp thì nếu mình có gấp nhanh thì các bạn có thể tua chậm video lại để xem nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Đừng quên để lại bình luận, bấm like và đăng ký kênh để có thể xem clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.